chương 31. Người khác không đánh chết những người này, biết nuốt xuống khẩu khí này, nhưng ta cũng sẽ không. 2. 4. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ôi ôi. 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 Ô ngao. Ôi ôi. Theo các loại cái chai, cái ghế băng ghế ly thủy tinh nện ở trên đường cái, đồng tỉnh huyên càng lúc càng lớn. Hai bên đường phố, những thứ kia không có bị lái đi xe, nhất thời bị những thanh âm này ảnh hưởng, vang lên từng đạo tiếng cảnh báo. Mà theo tạp âm tăng lớn, phạm vi ảnh hưởng cũng từng bước biến quản, càng ngày càng nhiều zombie bị những thứ này tạp âm hấp dẫn, trừng mắt một đôi tinh hồng tràn ngập bạo ngược ánh mắt, từ từng cái chỗ tối tâm vọt ra. Ngắn mũi mấy giây, liền tạo thành một đạo từ gần nghìn chỉ zombie tạo thành thi triều, đồng thời vẫn còn ở mở rộng. Một màn này, tự nhiên cũng rơi vào rồi gian thành trong mắt, hắn không chỉ có không có chút nào lo lắng cùng sợ hãi, ngược lại dường như mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Một bên liễu vũ khanh trải qua mới bắt đầu sau khi kinh sợ, từng bước bình tĩnh lại, nhìn lấy bốn phía nhào tới zombie, cùng với xa xa hình thành thi triều. Giang thành, làm sao bây giờ? Lên xe trước. Giang thành lấy ra trung xứng bắn đinh thương, hướng về phía sông vào trước nhất tiến nhập tầm bắn zombie bóp cò, đồng thời trả lời. Tốt. Liễu Vũ Khanh không chần chờ, lập tức từ phía trên cửa sổ tiến nhập kế bên người lái. Phốc phốc phốc. Từng viên đinh sắt mang theo cường đại động năng, từ bắn đinh trong súng phun ra, đem từng cái bước vào tầm bắn trong phạm vi zombie bạo đầu. Không sai, quy lực tăng cường, tầm bắn đạt tới 40 mét, dùng thoải mái hơn. Một hơi thở đem trung xứng bắn đinh thương bên trong 20 miếng đinh sắt toàn bộ đánh xong, Giang Thành mang lên tủ lạnh một cái xoay người, cấp tốc chui vào xe thiết giáp trung. Giúp ta quan sát tình huống bốn phía, phát hiện chỗ zombie ít lập tức nói cho ta biết. Ngồi vào chủ chỗ tài xế ngồi, đem dạng đơn giản tủ lạnh để vào ngồi phía sau lúc trước dự lưu không gian, nịt chặt dây an toàn, gian thành chân đạp chân ga, một tá bánh lái, nghiền ép lấy nhào tới trước mặt zombie, lái xe thiết giáp lái về phía lúc trước hoạch định lộ tuyến, đồng thời đối với liễu vũ khanh phân phó nói. Minh Bạch Liễu Vũ Khanh cũng không nhiều lời, bằng lòng một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm thi triệu đột phá khẩu. Trêu chọc ta, là các ngươi đời này làm sai nhất đích tuyển trạch. Lái xe xe thiết giáp ly khai siêu thị, chạy bên trên đường cái, Giang Thành ngẩng đầu nhìn một chút không dưới 200 cái hướng dưới lầu ném đồ đạc, cho hắn chế tạo tiếng ồn người sống sót, trong mắt lóe ánh sáng lạnh. Chỉ dựa vào những thứ này zombie còn ngăn không được hắn, bất quá những người này đem bàn tính đánh tới trên người hắn, khả năng liền nghĩ lầm rồi. Cư dân trên lầu Những thứ kia người sống sót chứng kiến Giang Thành bình yên vô sự lái xe thiết giáp ly khai, nhất thời càng thêm điên cuồng, đồ đạc ném càng thêm liệu mạng, đồng thời cũng đều là hướng Giang Thành trên con đường phía trước ném, ý đồ ngăn cản hắn bước chân, làm cho xe của hắn nổ bánh xe. Cử động này tự nhiên lại đưa tới càng nhiều hơn zombie, thậm chí làm cho bộ phận zombie đuổi theo thanh âm, đi tới Giang Thành trước xe phương. Những xe thiết giáp động lực 10 phần, ngày hôm qua lại mới đổ đầy xăng, đối mặt không ngừng ngăn trở lối đi zombie, căn bản không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng một màn này, Liễu Vũ Khanh không nhìn nổi. Mấy tên khốn kiếp này, chúng ta rõ ràng không có đối với bọn họ làm cái gì, tại sao muốn cái này dạng hại chúng ta. Đang lái xe thiết giáp Giang Thành, nghe xong nàng lời nói, lãnh nói rằng. Dưới cái nhìn của bọn họ, không có đối với bọn họ làm cái gì, chính là đang hại bọn họ. Ngươi là nói, bởi vì chúng ta không có cứu bọn họ, sợ dĩ bọn họ liền muốn giết chết chúng ta. Liễu Vũ Khanh một đôi đôi mắt đẹp trợn to, thật không dám tin tưởng. Đây chính là mặt nhật cách sinh tồn, ngươi không giết người khác, người khác đã nghĩ chỉnh chết ngươi. Nói đến đây, Giang Thành dừng lại một chút, liếc mắt những thứ kia người sống sót, nói tiếp, bất quá, ta và người khác không giống với, người khác không đánh chết những người này, biết nuốt xuống khẩu khí này, nhưng ta cũng sẽ không. Nói, giơ tay lên nhấn một cái tai nghe Bluetooth, Gia viết, lập tức định vị những người này vị trí, cho bọn hắn chế tạo chút động tĩnh tới điểm kinh hỷ, được rồi, tiên sinh. Ở gian thành phân phó hạ đạt phía sau, thành tựu siêu cấp trí tuệ nhân tạo gia viết, trong nháy mắt minh bạch rồi ý tứ của hắn, thanh âm từ xe tải âm hưởng trung truyền ra. Liễu Vũ Khanh biểu tình ngẩn ngơ, nhìn về phía xe tải thiết bị, cái này Gia Viết, rốt cuộc là người nào? dáng vẻ thật là lợi hại. Chỉ là Giang Thành không có giải thích, nàng liền cũng không hỏi. Hai giây phía sau. Ông ông. Rầm rầm. Bốn phía cư dân trong lầu, đột nhiên bộc phát ra các loại điếc tai tạp âm, trong đó có lực bạo vũ khúc, còn có các loại quảng trường múa nhạc khúc, cùng với các loại đồng hồ điện tử thanh âm. Hơn nữa, những thanh âm này đều phi thường lớn, hiển nhiên là âm lượng lái đến lớn nhất. Đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Vũ Khanh xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía bốn phía cư dân lầu cùng ký túc xá. Mà cũng đúng lúc này, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Ôi ôi! Ôi! Ô ngao! Ôi ôi! Chu vi sở hữu cư dân lầu cùng ký túc xá bên trong zombie đều bạo động. Mỗi một tầng trên hành lang, zombie điên cuồng dân trào, đụng vỡ một cái căn phòng đại môn, vọt vào. A à, a, à, cứu mạng. Ngươi đừng qua đây. Biệt ly. A a a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ nơi này chút bên trong lầu vang lên. Rất nhanh thì có từng cái người sống sót từ trên ban công nhảy xuống tới, té xuống đất, trực tiếp thành thịt nát, sau đó bị súng lại zombie phân chia đồ ăn. Liễu Vũ Khanh nhìn lấy một màn này, trực tiếp bị sợ ngay người đây đều là Giang Thành làm. Trong đó, cái kia vẻ mặt dữ tận ở tại 10 thất tầng trung niên nam nhân, tự nhiên cũng không có may mắn tránh khỏi. Trong nhà TV, âm hưởng, máy tính đột nhiên tự động đánh bắt, bắt đầu phát hình âm nhạc, bộc phát ra động tĩnh to lớn trong nháy mắt, hắn nhất thời lúng cuốn, chỉ là còn chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra, cửa chống trộm bên ngoài, lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh! Ngay sau đó, Toàn bộ cửa chống trộm ở trước mặt hắn trực tiếp nổ tung, lộ ra ngoài cửa một con hai cánh tay tiến hóa thành lưỡi hái zombie. Đừng, đừng tới đây, ta còn không muốn chết. A, 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 chứng kiến cái này chỉ zombie, trung niên nam nhân nhất thời phát ra trận trận kêu thảm thiết, thậm chí quần đều ướt. Nhưng không đợi hắn lui lại một bước, liêm đao zombie đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Phóc, theo tiên huyết phun cái này chỉ liêm đao zombie huy động liêm đao cánh tay, trực tiếp đem bên ngoài miễu sát, thành thức ăn của nó. Ôi ôi! Ôi! Vẹn vẹn nửa phút cũng chưa tới, cái này chỉ liêm đao zombie liền ăn xong rồi trung niên nam nhân. Chưa thỏa mãn liếm liếm liêm đao, ánh mắt tìm kiếm nổi lên dưới một cái mục tiêu. Mà lúc này, một chiếc đang ở trên đường cái nghiện ép lấy zombie, không ngừng phá vòng vây xe thiết giáp, đưa tới sự chú ý của nó. PS, phiếu đánh giá, động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32 Ba con tiến hóa zombie Đây quả thực là một bả súng bắn tỉa A, 3, 4. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tiên sinh, nhiệm vụ đã hoàn thành. Bên đường trên đường không còn có tạp vật hạ xuống, và viết thanh âm vang lên. Rất tốt. Giang Thành gật đầu, quét mắt Liễu Vũ Khanh, hỏi xung quanh cái gì tình huống. Nhìn lấy bốn phía những thứ kia điên cuồng đuổi theo zombie triều, Liễu Vũ Khanh cấp tốc đem chính mình có khả năng vật nhìn nói ra. Phía trước zombie đại khái hơn 230 chỉ. Tả phương đường phố đại khái hơn 80 con, bên phải đường phố là thân cây nói, zombie số lượng không rõ, dự đoán ít nhất 500 con ở trên, đuổi ở phía sau zombie số lượng tối đa dự đoán đã vượt qua 1,000 con. Chờ, các loại. Hồi báo đến nơi đây, Liễu Vũ Khanh âm thanh dừng lại, ánh mắt bị tà phía sau, một cái đang ở theo sân thượng cấp tốc hạ lạc vật thể hình người hấp dẫn, đợi thấy rõ phía sau, đồng tử nhất thời co rút lại. Nguy rồi. Có một con biến dị zombie đuổi theo tới. Không phải, chỉ sợ là hai con. Giang Thành nhìn lấy ngược lại phía sau trong kính, một con hai chân phát sinh dị biến, đang lấy vượt xa phổ thông zombie gấp mấy lần tốc độ, hướng xe thiết giáp đuổi tới zombie, trầm giọng nói. Cái này chỉ zombie hắn có ấn tượng, chính là tối hôm qua đi qua ghi hình thấy một con kia. Ôi ôi! Hống! Cái này chỉ tốc độ cực nhanh zombie trong miệng phát sinh tiếng gào thét, ven đường qua, từng cái zombie bị hất bay, không ngừng gần hơn lấy cùng xe thiết giáp khoảng cách. Hung hãn kinh khủng dáng dấp, thay đổi người bình thường đã sớm sợ rung chân. Bị nó để mắt tới, căn bản trốn không thoát A. À. Làm sao bây giờ? Liễu Vũ Khanh theo Giang Thành ánh mắt, cũng nhìn thấy một con khác tiến hóa zombie. Giúp ta tiếp tục quan sát tình huống chung quanh, những thứ khác giao cho ta. Lúc này loại tình huống này, hoàn toàn ở hắn như đã đoán trước, nhàn nhạt trả lời một câu phía sau, Giang Thành ánh mắt hướng về phía trước cách hắn còn có một hơn trăm thước vài dầu xe. Oanh, Giang Thành một tá bánh lái, trực tiếp một cước đem đạp trần ga tận cùng, nhất thời, xe thiết giáp phát sinh một đạo như giả thú rít gào, mã lực kéo đến lớn nhất, nhằm phía tả phương liễu Vũ Khanh lúc trước hội báo chỉ có hơn 80 con zombie đường phố. Hắn ngày hôm qua khi tiến vào siêu thị trước, lái xe xe thiết giáp ở siêu thị Chu Vi chuyển động quá, biết mảnh này là điều chữ tỉnh đường, khi tiến vào tả phương đường phố phía sau, còn có thể quay lại cái kia lật nghiêng lấy vài dầu xe đường. Mà bây giờ, Đối thẳng hướng vài dầu xe con đường kia, bị hơn 200 con zombie tạo thành thi triều chặn, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn, hắn quả đoán làm ra phán đoán, tuyển trạch quanh có một cái. Đi vào tả phương đường xe chạy, đối mặt đâm đầu vào hơn 80 con zombie, đem đạp trần ga tận cùng gian thành, trực tiếp lái xe xe thiết giáp xông đụng vào. Bành bành bành, bằng vào xe thiết giáp mạnh mẽ động lực, ở đánh lên cái này từ hơn 80 con zombie tạo thành thi tường trong nháy mắt, trực tiếp đánh bay hơn 10 cái zombie, mạnh mẽ phá khai rồi một lỗ hổng, liền xông ra ngoài, đi tới một cái khác ngã tư đường. Liễu Vũ Khanh phản ứng phi thường cấp tốc, lập tức quan sát một cái bốn cái đường phố, báo cáo. Phía trước hơn 20 con, tả phương hơn 40 con, bên phải hơn 10 cái. Rất hiển nhiên, bọn họ thành công đột phá thi triều vây quanh. Giang Thành không do dự, lần nữa một tá bánh lái, đi vào bên phải đường xe chạy, hắn cần quanh co đến vài dầu xe con đường kia. Đông. Nhưng mà, coi như hắn vừa mới chuyển vào bên phải đường xe chạy, có một vật thể mảnh địa đụng vào xe thiết giáp bên trên, sử dụng xe thiết giáp thân xe chấn động mạnh một cái. Liễu Vũ Khanh vô ý thức nhìn sang, nhất thời kinh ngạc nói. Lại tới rồi một con biến dị zombie. Đây là một con thân thể phát sinh biến dị, giống như đại tinh tinh vậy bò sát trung niên nam tính zombie. Không chỉ có tốc độ so với bình thường zombie nhanh, thân thể cũng dị thường cường tráng trắng chắc. Giang Thành nghe Liễu Vũ Khanh lời nói, xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn con kia bò sát zombie, lập tức nhấn một cái tai nghe Bluetooth, Gia viết, khống chế xe thiết giáp, quanh co đến vài dầu xe con đường kia. Được rồi tiên sinh. Gia viết đáp lại một tiếng, lập tức trưởng khống xe thiết giáp, dựa theo lộ tuyến, lái về phía trước ngã tư đường, chuẩn bị lần nữa quẹo phải, trở lại vài dầu xe con đường kia. Giang thành giải phóng hai tay phía sau, cởi dây nịt an toàn ra, lập tức đứng dậy từ đại thủ trong túi sách lấy ra trọng hình bắn đinh thương. Cái này chỉ bò sát zombie cách bọn họ gần quá, trước hết giải quyết hết. Bằng không rất có thể sẽ ảnh hưởng kế tiếp kế hoạch. Đông. Mà cũng đúng lúc này, con kia bò sát zombie lần nữa xông tới ở tại xe thiết giáp bên trên, làm cho nặng đến mấy tấn xe thiết giáp lần nữa chấn động. Quá mức chí kiên cứng trắng thân xe đều hơi lõm xuống một khối. Chứng kiến Giang Thành trong tay thanh kia tương tự súng ngắm hạng nhẹ bắn đinh thương, một bên Liễu Vũ Khanh đôi mắt đẹp nhất thời trừng lớn. Đây cũng là bắn đinh thương. Đây quả thực là một bả súng bắn tỉa a. Nàng chưa kịp phục hồi tinh thần lại, Giang Thành đã mở ra xe thiết giáp cửa sổ trên mái nhà, cầm trọng hình bắn đinh thương, nửa người lộ ra ngoài xe. Nhìn con này vô luận thân thể vẫn là động tác đều rất giống đại tinh tinh bò sát zombie, đèn nhánh ánh mắt hơi ngưng tụ lại. Bởi vì khoảng cách gần quá, cũng không cần bắn đinh trên súng kính lúc ngắm trộm, Giang Thành đem trọng hình bắn đinh giá súng ở trần xe, nhắm ngay cái này chỉ thân thể cường tráng như đại tinh tinh, lại hành động nhanh nhẹn trung niên zombie, không chút do dự bóp cò. Vèo Một đạo huyết hoa bảo ra, trọng hình bắn đinh súng bắn ra đinh thép, trong nháy mắt không có vào bò sát zombie trong cơ thể khả năng bởi vì cao cấp tổng hợp gần người cách đấu kỹ xảo trung, kèm theo súng ngắm nắm giữ độ cũng không có súng lục cao, một thương này cũng không có mệnh trung bò sát zombie đầu. Hống. Chỉ là một thương này, trong nháy mắt chọc giận cái này chỉ zombie, khiến nó phát sinh rít lên một tiếng, trừng mắt một đôi ánh mắt đỏ thắm, cắn một nguồn máu dầm về hàm răng, khổng vũ hữu lực hai tay mảnh địa vỗ mặt đất, đập ra hai cái hố to, đồng thời hai chân mảnh lực đạp một cái, thân thể nhảy lên một cái, làm như muốn nhảy đến xe thiết giáp trần xe một dạng. Bảo cho ta. Giang thành nhãn thần lóe lên, nâng lên trọng hình bắn đinh thương, nhắm ngay nhảy đến giữa không trung, cùng hắn cấp tốc rút ngắn khoảng cách bò sát zombie đầu, thẳng đến cái này chỉ bò sát zombie nhảy vọt đến điểm cao nhất, ngắn dừng lại, gần hướng về xe thiết giáp trần xe lúc, quả đoán bóp cò. Thình thịch. Tiếng súng vang lên, cái này chỉ dị thường cường tráng nam tính zombie, đầu trong nháy mắt bị đinh thép xuyên thấu, bạo ra, huyết hoa hòa lẫn bạch trọc vật rơi bầu trời. Đông. Theo mùn hưởng, cái này chỉ nằm tính zombie trùng điệp té xuống đất. Còn tốt trước đó cải trang một bả trọng hình bắn đinh thương, bằng không gặp phải đầu này zombie, cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Mắt thấy bò sát zombie đã bị bạo đầu, Giang Thành thoáng thở vào nhẹ nhõm, lập tức thu hồi trọng hình bắn đinh thương, một lần nữa về tới xe thiết giáp bên trong. PS, phiếu đánh giá, động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Một lớp thu, đã có thể phát tài rồi. 4. 4. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cầm dùm ta. Ngồi trở lại trong xe, nịp chặt dây an toàn, Giang Thành không có đem trọng hình bắn đinh thương một lần nữa thả lại trong bao, mà là đưa cho liễu vũ khanh thật nặng từ gian thành trong tay tiếp nhận bắn đinh thương liễu vũ khanh suýt nữa không có bắt lại không nghĩ tới cái chui này bắn đinh thương không chỉ có ngoại hình giống như súng ngắm liền trọng lượng đều rất tương tự nàng phía trước thời điểm ở trường học từng đi qua một nhà súng ống thể nghiệm quán sợ qua súng thật chỉ là bởi vì viên đạn quá đắt thêm lên sức giật quá lớn nàng không có mở máy phát liền buông tha hiện tại mò lấy cái chui này bắn đinh thương nàng trong nháy mắt cũng cảm giác được nó bất đồng đừng phát ngay người tiếp tục giúp ta quan sát tình huống bốn phía ồ a à. tốt liễu vũ khanh phục hồi tinh thần lại lúc này đem bắn đinh thương ông vào trong ngực sau đó nhìn bốn phía thời khắc cho hắn hồi báo tình huống mà lúc này lúc trước hất ra những zombie đó đã đuổi theo đồng thời hội tụ đến cùng một chỗ tạo thành một cổ số lượng tiếp cận 2.000 thi triều trong đó, cái kia hai con biến dị zombie xông lên phía trước nhất. Chân phát sinh biến dị, tốc độ viễn siêu phổ thông zombie con kia, cách hắn gần nhất, nhìn ra đã không đủ 50 mét. Giang Thành sau khi thông qua nhìn kính nhìn thoáng qua con kia zombie, ánh mắt lại lạc hướng lần nữa quẹo phải phía sau, xuất hiện ở nói đạo tận cùng đầu, chiếc kia lật nghiêng ở phía trước chữ T lộ khẩu và dầu xe, trong lòng yên lặng tính toán thời cơ tốt nhất. Khoảng cách không thành vấn đề, chỉ cần chạy trở về con đường kia tuyến, đem zombie dẫn tới vài dầu xe phụ cận, lại lợi dụng trọng hình bắn đinh thương làm nổ vài dầu xe liền có thể. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là lợi dụng vài dầu xe tiêu diệt hết những thứ này zombie, thu gặt một lớp tích phân. Nguyên bản hắn là không tính làm như vậy, dù sao chỉ dựa vào một mình hắn, khó có thể một cái hấp dẫn nhiều như vậy zombie. Nhưng từ uống xong sơ cấp phản ứng thần kinh dược tệ, tăng lên phản ứng thần kinh cùng sức quan sát chờ, các loại, phía sau, làm cho hắn chú ý tới bốn phía người may mắn còn sống sót tâm tình, cùng với lực nhiên ở trên đường cái vài dầu xe. Trong lòng nhất thời có một cái không chỉ có thể làm cho hắn giải quyết những thứ kia người sống sót chế tạo phiền phức, còn có thể nhờ vào đó thu gặt một lớp tích phân kế hoạch. Mà bây giờ, cái này kế hoạch hiển nhiên tiến hành phi thường thuận lợi, hoàn toàn không có thoát ly hắn trưởng khống. 30 giây phía sau, ông, lái xe thiết giáp, đem đạp trận ga tận cùng, tốc độ kéo đến lớn nhất Giang Thành, một tá bánh lái, một lần nữa về tới vài dầu xe chỗ ở trên đường chính. Tả phương đường phố mười mấy con, bên phải đường phố hai mươi mấy con, phía sau nhìn ra tiếp cận không con. Đi tới chữ T giao lộ, Liễu Vũ Khanh nhắc nhở tiếng cũng lập tức truyền tới. Tả phương đường phố, chính là rời đi nơi này, đi trước dưới một mục đích hiu tận quán rượu thân cây nói, còn như bên phải, lại là trở về siêu thị đường. Chi, theo xăm lốc xe kịch liệt ma sát mặt đường, bốc lên khói trắng đồng thời, xe thiết giáp mảnh địa quẹo của một cái, từ lật nghiêng ở phía trước hơn 10 mét chỗ vải dầu bên cạnh xe, đi vào tả phương đường phố. Nhưng ở lái ra khỏi hơn 20 mét, gần tiếng nhập đầu đường kế tiếp lúc, chợt chậm lại tốc độ xe, ở liễu vũ khanh ánh mắt nghi hoặc trung, giơ tay lên nhấn một cái tai nghe Bluetooth. Gia viết, xe thiết giáp giao cho ngươi, đầu đường kế tiếp đi vào bên trái đường phố. Nói xong, hắn lần nữa cởi dây nịt an toàn ra, từ liễu vũ khanh trong tay thu hồi trọng hình bắn đinh thương, mở ra cửa sổ, đem nửa người lần nữa lộ ra ngoài xe. Gài hảo bắn đinh thương, Giang Thành xuyên thấu qua thương bên trên kính lúc, nhìn về phía phía sau xe đường phố. Hống! Ôi ôi! Ô ngao! Hống hống hống! Lúc này, hai con tiến hóa zombie đã xông qua chữ T giao lộ, lần nữa đuổi theo, theo sát phía sau bọn họ 2.000 zombie, cũng lần lượt xuất hiện ở trong màn ảnh. Trận trận gào thét thanh âm, từ cái kia zombie triều trung vang vọng dựng lên, giống như giả thú đại quân quá cảnh. Một lớp thu, đã có thể phát tài rồi. Giang Thành trong miệng nói nhỏ lấy, trong lòng âm thầm tính toán một chút thời gian, khoảng cách xe thiết giáp đi vào đầu đường kế tiếp, đại khái còn có 3 giây. Hắn nhất định phải cam đoan ở làm nổ vài dầu xe trong nháy mắt, xe thiết giáp đồng thời đi vào đầu đường kế tiếp, lợi dụng ven đường ký túc xá cùng cư dân lầu để ngăn cản vài dầu xe bạo tạc sinh ra uy lực cùng với ẩn chứa nhiệt độ cao, còn có nương theo mà đến sóng xung kích. Nếu không, xe thiết giáp coi như có thể ngăn cản vài dầu xe bạo tạc, cũng không đỡ được ẩn chứa trong đó nhiệt độ cao. Đến lúc đó nói không chừng xe thiết giáp không có việc gì, hai người bọn họ lại bị nhiệt độ cao nướng chín loại tình huống này, tự nhiên cũng muốn suy nghĩ ở bên trong. Giang Thành trong lòng thầm đếm lấy thời gian, trong tay bắn đinh thương thật chặt nhắm vào hướng về phía vại dầu xe. Bây giờ cách vại dầu xe còn không có vượt lên trước 80 mét, vẫn còn ở trọng hình bắn đinh thương có thể xuyên thấu 8 ly thép tắm trong tầm bắn. Giờ khắc này, thời gian dường như biến chậm lại. Hai giây phía sau. Ôi ôi! Ôi ôi! Ô ô! đại lượng zombie đã tụ tập đến rồi vài dầu xe lật nghiêng chữ T giao lộ, chỉ bằng lấy giả thú bản năng truy đuổi gian thành bọn họ, cũng không biết nguy hiểm đã tới. Ngay tại lúc này, xe thiết giáp bên trên, gian thành cái kia trong mắt đen nhánh vào giờ khắc này chợt ngưng tụ lại. Rầm rầm rầm, liên tiếp ba đạo tiếng súng vang lên, ba miếng đinh thép chuyển một chữ hình, cắt không khí, bằng vào cường đại uy lực, liên tiếp xuyên thấu hai con zombie thân thể, tinh chuẩn mệnh trung ở tại vải dầu trên xe. Suy, một đạo hoa lửa sáng lên, ba miếng đinh thép trong nháy mắt không vào vải dầu xe trong xe, đem vải dầu xe dẫn hỏa. Oanh, một giây kế tiếp, toàn bộ vải dầu xe trực tiếp muốn nổ tung lên, kèm theo ngất trời biển lửa cùng yên vụ, dâng lên một mảnh cự đại đám mây hình nắm. Chu vi sở hữu cặp bến ô tô, bao quát phụ cận zombie, trong chớp mắt liền bị mảnh này biển lửa thôn phệ sạch sẽ cái này còn không để yên. Vải dầu xe bạo tạc là phi thường khủng bố. Bạo tạc sinh ra khí lãng, biển lửa mang theo khí tức hủy diệt, tốc độ cực nhanh hướng chu vi bành trướng, cách vải dầu xe gần nhất ký túc xá cùng cư dân lầu trong nháy mắt bị cắn nuốt. Rầm rầm rầm, từng đạo thủy tinh vỡ nát, tường thể nứt ra, đại lâu lay động, lung lay sắp đổ, lại tự như tùy thời phải ngã sập một dạng. May mắn Giang Thành sớm có chuẩn bị, ở đem trọng hình bắn đinh trong súng còn sót lại ba miếng đinh thép một hơi thở đánh xong phía sau, nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp thu súng về tới xe thiết giáp trung, cũng cấp tốc kéo theo cửa sổ trên mái nhà. Chi, cùng lúc đó, xe thiết giáp ở gia viết dưới sự khống chế, một cái dứt khoát vẫy đuôi trôi đi, trực tiếp đi vào bên trái đường xe chạy, đi tới một cái nhà lầu làm việc phía sau. Mà cũng đúng lúc này, vài dầu xe nổ tung sóng xung kích đến, để mặt đất một hồi chấn động, còn tốt có ký túc xá ngăn cản đem vài dầu xe bạo tạc đối với bọn họ tạo thành trùng kích hạ xuống thấp nhất nhưng mặc dù như vậy xe thiết giáp như trước bị ký túc xá ngăn cản qua đi còn sóc lại sóng xung kích đẩy ra ngoài đến mấy mét suýt nữa bị ném đi cái kia ngập trời biển lửa cũng từ bọn họ bên cạnh sượt qua người đem ký túc xá nuốt vào đối diện vài dầu xe cái kia bên cạnh đốt thành tro bụi ps phiếu đánh giá động đất à không đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Hùng hậu thưởng cho LV2 xe thiết giáp cải trang thẻ 1. 4 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ông, vải dầu xe bạo tạc sinh ra sóng xung kích, kéo dài đến tốt mấy phút, mới từ từ dừng lại, mà trong không khí bị kích lên bụi cùng sóng nhiệt, lại thật lâu không có bình tức. Bất quá lúc này xe thiết giáp, đã tại gia viết dưới sự khống chế nhanh chóng cách rời khu vực này, dựa theo Giang Thành lúc trước kế hoạch xong con đường, hướng nhật xuất phát lấy. Cơ mờ nờ, kém chút chơi đùa lớn. Trên xe, Giang Thành quơ quơ đầu, xoa xoa bị đánh minh thanh chấn được làm đau lỗ tai, hắn biết vài dầu xe bạo tạc động tỉnh biết phi thường lớn, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên lớn đến loại trình độ này. May mà có cái kia cư dân lầu cách trở, nếu không, coi như xe thiết giáp đủ ra sức, bọn họ cũng tuyệt đối để kháng không nổi kinh khủng này sóng xung kích còn có nhiệt độ cao. Quay đầu nhìn về phía liễu Vũ Khanh, phát hiện nàng chẳng biết lúc nào đã bị chấn động ngất đi, đang ngẹo đầu, dựa vào trên vai của hắn. Giữa lúc hắn chuẩn bị đánh thức liễu Vũ Khanh, liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm, điên cuồng ở trong đầu hắn vang lên. Ken Lợi dụng trung xứng bản bắn đinh thương thành công kích sát một con phổ thông tiến hóa zombie thưởng cho tích phân vì 100. Ken Lợi dụng vải dầu xe bạo tạc thành công kích sát 2,137 chỉ zombie. Thưởng cho tích phân 2137. Ken Lợi dụng vải dầu xe bạo tạc thành công kích sát hai con phổ thông tiến hóa zombie. Thưởng cho tích phân 200. Ken Chúc mừng ký chủ hoàn thành 500 dết thành tựu nhiệm vụ. Thưởng cho sơ cấp thể lực cường hóa dược tề một chai. Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành một thiên sát thành tựu nhiệm vụ. Thưởng cho tinh lương cấp nê, toàn mã tấu, một bả. Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ở thủ sát tiến hóa zombie thành tựu nhiệm vụ. Thưởng cho LV2 xe thiết giáp cải trang thẻ một tấm. Kiếm lợi lớn, kiếm lợi lớn. Giang thành trong mắt mang theo kinh hỷ, cấp tốc mở ra hệ thống, kiểm tra thưởng cho nhật ký. Thể lực cường hóa dược tề thứ tốt a à. Lực lượng cùng phản ứng thần kinh đều tăng lên, thêm lên cái này cường hóa dược tệ, vừa vặn có thể đền bù một chút phương diện thể lực đoạn bản. Tinh lương cấp nê, tan mã tấu. Ngoà tàu. LV2 xe thiết giáp cải trang thẻ. Giang thành từng cái tra xét thưởng cho, thẳng đến thưởng cho toàn bộ cấp cho hoàn tất, hắn không chút do dự mở ra hệ thống ba lô, bắt đầu sử dụng đứng lên. Trước tiên, lấy ra bình kia sơ cấp thể lực cường hóa dược tề, vẻ ngoài cùng lúc trước dùng cường hóa sức mạnh dược tề cùng phản ứng thần kinh cường hóa dược tề không có khác biệt quá lớn, chỉ là màu sắc khác nhau. Sơ cấp thể lực cường hóa dược tề Sau khi dùng trong vòng 10 giây, làm cho thể lực thuộc tính vĩnh cửu đề thăng 20 điểm. Hiệu quả cũng trước mặt lưỡng chủng dược tề không sai biệt lắm, đem hạng nhất thuộc tính vĩnh cửu đề thăng 20 điểm. Nhìn xong hiệu quả, Giang Thành xoay mở bình đắp, ngửa đầu một ngụm uống vào, từng mùi này cũng không tệ lắm, ngọt vô cùng. cảm nhận được một cổ ngọt ngào tràn ngập trong miệng, Giang Thành đập chặt lưỡi, lúc này liền chuẩn bị nghênh tiếp theo sát mà đến đau đớn. lại không nghĩ rằng, lần này cùng hai lần trước hoàn toàn bất đồng, hai lần trước hoặc là toàn thân tê ngứa đau nhất, hoặc là đại não căng đau, lần này đang uống sau đó, không chỉ không có những đau đớn này, ngược lại có loại toàn thân sảng khoái tinh lực dồi dào cảm giác. Thoải mái. Tối hôm qua giấc ngủ không đủ, dĩ nhiên tất cả đều quét sạch. Giang thành siết quả đấm một cái, cảm giác trong cơ thể phản phất có chủng xài không hết khí lực, nhìn không được thở dài nói. Thoáng quen thuộc hai phút. Giang thành ánh mắt rơi về phía hạng thứ hai thưởng cho tinh lương cấp nê, toàn mã tấu. Giang thành đem tinh lương cấp nê, toàn mã tấu từ da thật trong vỏ đao rút ra, cảm thụ một cái xúc cảm, lại tùy ý dơ dơ, lưỡi đao sắc bén cắt không khí, phát sinh nhỏ nhẹ cắt trời tiếng. Vô cùng sắc bén. Súng bắn chim đổi pháo, một bả hảo đao. Giang Thành mang theo nụ cười, thu hồi mã tấu, ánh mắt rơi về phía cuối cùng hạng nhất thưởng cho, cũng là để cho hắn mong đợi thưởng cho. LV2 xe thiết giáp cải trang thẻ. LV2 xe thiết giáp cải trang thẻ. Nhưng đối với một chiếc LV1 xe thiết giáp sử dụng, đem mục tiêu trong vòng 10 phút, cải trang thành một chiếc LV2 xe thiết giáp. cải trang đến LV2 cần 10 phút à? nhìn một chút cải trang thể hiệu quả, Giang Thành sờ cầm một cái, có chút ngoài ý muốn, nhưng là có thể hiểu được. bất quá sẽ đối xe thiết giáp tiến hành cải trang thăng cấp, phải xe đổ tắt lửa mới được. Giang Thành nhìn một chút xe tải trung khống trên màn ảnh biểu hiện, bọn họ ly khai siêu thị khu vực đã năm sáu cây số. nhìn nửa ngoài cửa sổ phát hiện xe thiết giáp ở Gia Viết dưới sự khống chế, đã từng bước nhanh chóng cách rời đại Tây Nhai chỗ ở Hoa Vinh Khu, hai bên đường như trước có thể chứng kiến một ít linh tinh zombie, so sánh Hoa Vinh Khu, kiến trúc cũng đã thiếu rất nhiều. Trừ cái đó ra, trên đường cũng có thể lần lượt chứng kiến một ít đụng vào báo hỏng, hoặc lật nghiêng bị ném bỏ xe cộ, cùng với bị gặm ăn hầu như không còn thi cốt. Còn như giống như hắn, theo con đường này ly khai hoa vinh khu người sống sót, một cái chưa thấy cũng không biết là sớm rời đi, vẫn bị vây ở hoa vinh khu, biến thành zombie thức ăn, vẫn bị hắn nổ tung vại dầu xe nổ chết. Đi lên trước nửa mở một đoạn đường A, tìm một trống trải, phạm vi nhìn tốt, kiến trúc thiếu địa phương sử dụng tương đối khá. Sau đó, ở Giang Thành quan sát, xe thiết giáp lại theo đại lộ, hành xử hai ba cây số, rốt cuộc làm cho hắn phát hiện một cái so sánh thích hợp vị trí. Đây là ngoại ô một cái ngã tư đường, bốn phía đã xem không đến bất luận cái gì một dãy nhà tuy là báo phế xe cộ như trước tùy ý có thể thấy được nhưng đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn còn như du đãng ở chung quanh zombie cũng bị hắn mở ra cửa sổ dùng trung xứng bắn đinh thương ung dung thanh lý sạch sẽ ở nơi này sử dụng a rõ ràng hết zombie một lần nữa trở lại bên trong xe gian thành đóng cửa cửa sổ trên mái nhà thu hồi bắn đinh thương lấy ra lv 2 xe thiết giáp cải trang thẻ như lần trước một dạng, trực tiếp đối với xe thiết giáp lựa chọn sử dụng. Ken LV2 xe thiết giáp cải trang thẻ sử dụng thành công. Mục tiêu Trước mặt LV1 xe thiết giáp Cần thời gian 10 phút Bắt đầu cải trang Làm thẻ bài tiêu thất, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, cùng lúc đó, hắn chỗ ở chiếc này LV1 xe thiết giáp, như lần trước một dạng từ ngoài vào trong bắt đầu đổi đựng vào. Mười phút rất nhanh, Giang Thành cầm lấy chai nước, đã uống vài ngụm, hơi chút đợi một cái, liền qua. Mà lúc này, LV một xe thiết giáp đã xảy ra long trời lỡ đất một dạng biến hóa. Xem hệ thống bên trên biểu hiện LV hai xe thiết giáp số liệu, phát hiện không chỉ có thân xe thân xe biến dài, biến chiều rộng, biến cao, bên trong xe không gian cũng lớn hơn, tăng thêm một cái giường lớn vị trí, quả thực có thể so với chặt chẽ hình xe phòng. Hơn nữa, còn là kèm theo kho chứa vật kho cái loại này. Tốc độ xe hạng mức cao nhất cũng có đề cao, đạt tới tối cao tốc độ 200 km tình trạng. Mặt khác bình xăng cũng có biến hóa, dung lượng tăng lên tới 500 thăng, năng lực bay liền chặn đạt tới 1.500 km. Đồng thời kèm theo phát điện khí. Mấu chốt nhất là, LV2 xe thiết giáp thân xe phòng ngự đẳng cấp, đã chân chính đạt tới có thể ngăn cản chống tăng địa lôi trình độ. Quả thực nghịch thiên thân xe trọng lượng thì đạt tới kinh người 15 tấn. Từ công năng nhìn lên, quả thực viễn siêu một dạng lục địa xe tăng. Giang thành từ hệ thống biểu hiện trên số liệu thu hồi ánh mắt, vẻ mặt ngạc nhiên quan sát một phen bên trong xe trở nên lớn gấp mấy lần không gian, phát hiện lúc trước đóng tràn đầy một ngồi phía sau vật tư, đã quét một cái sạch, toàn bộ không thấy. Tất cả đều đang thiết giáp xe thăng cấp lúc, tự động được bỏ vào trữ vật trong kho hàng. Mà cái này kho chứa vật kho, liền tại buồn sau xe cái kia gia tăng rồi một cái giường lớn phía dưới. Cái này LV2 xe thiết giáp bên trong xe không gian không thể bảo là không lớn. Lúc trước lấp tràn đầy một xe vật tư, hiện tại bất quá chỉ chiếm một đáy giường không gian mà thôi. PS. Phiếu đánh giá, động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 tiền đường đoạt một ít súng thật qua đây, tái phát dục một lớp. Mau sớm tìm một cơ hội đem nàng làm A, 2, 4. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trừ cái đó ra, còn thu được hơn 2.000 điểm tích phân. Từ sau thùng xe thu hồi ánh mắt, Giang Thành nhẹ nhàng thở hắt ra, không thể không nói, cái này một lớp thật để cho hắn kiếm lời lớn một khoản. Nhìn lấy cái kia hơn 2.000 tích phân, hắn suy tính như thế nào đem cái này hơn 2.000 tích phân tối đại hóa lợi dụng. Đem bắn đinh thương lại tăng cấp một chút không? Cái ý nghĩ này vừa mới sinh ra, đã bị hắn bỏ qua. Bắn đinh thương dù sao chỉ là bắn đinh thương, lại như thế nào thăng cấp, cũng vẫn là bắn đinh thương. Trong lòng hắn lý tưởng nhất vũ khí, vẫn là chân chính súng ống. Bắn đinh thương với hắn mà nói, cũng chỉ là một quá độ vũ khí mà thôi, sở dĩ không cần thiết tiếp tục ở đây mặt trên lãng phí tích phân. Có lẽ có thể thừa dịp cái này cơ hội, đi kiếm một ít súng thật qua đây, ngược lại tích phân đặt ở cái kia, cũng sẽ không chạy, tổng sẽ có nhu cầu nó thời điểm. Nếu như thực sự không lấy được súng thật, đến lúc đó lại dùng tích phân thăng cấp cũng không trễ. Giang Thành nhìn đồng hồ, phát hiện mới, chỉ có, hơn một giờ chiều, lúc này hướng Gia Viết phân phó nói. Gia Viết, định vị một cái cách nơi này gần nhất, lộ tuyến không thiên về cách hưu tần quán rượu sở cảnh sát. Ngược lại đêm nay hắn cũng không dự định đi sông đi trước Đông Hải thành phố địa phương chắc chắn phải đi qua, qua sông Đại Kiều bên trên thiết lập quân phòng cửa khẩu, chỉ cần đêm nay có thể khoảng cách qua sông Đại Kiều quá gần khách sạn hưu tần là được rồi. Đây cũng là hắn tối hôm qua liền định tốt, trước dò xét đến qua sông Đại Kiều bên trên tình huống cụ thể, sau đó tìm cơ hội sông thẻ, đi trước trong khoảng cách tân thành phố gần nhất Đông Hải thành phố dù sao nơi đó hiện nay xem như là an toàn nhất mà bây giờ thời gian còn sớm đi sớm cũng là nghỉ ngơi còn không bằng tiện đường đoạt một ít súng thật qua đây tái phát dục một lớp muốn cướp súng ống quân hỏa chọn đứng đầu tự nhiên là bót cảnh sát tốt xấu là quan phương bộ môn có kho vũ khí bên trên tân bộ mặt thành phố tích rất lớn sở cảnh sát đều là phân khu thiết lập mà cái này bên trên tân thành phố theo hắn biết có ít nhất hai mươi mấy người khu Nói cách khác Có ít nhất hơn hai mươi cái sở cảnh sát Tiên sinh Đã vì ngài định vị đến hai cái đạt được yêu cầu sở cảnh sát Theo thứ tự là khoảng cách ngài 10 km Hoa Vinh khu đệ nhị phân cục Cùng với 27 km Hải Tân khu đệ nhất phân cục Gia viết thanh âm vang lên Đem hơn hai mươi cái trong cục cảnh sát Phù hợp yêu cầu sàng lọc đi ra Định vị ở tại trên bản đồ Tiếp lấy Gia viết thanh âm lần nữa vang lên Tiên sinh, trải qua màn hình giám sát phát hiện, hoa vinh khu đệ nhị phân cục đã bị người khác dời hết. Dời trống. Giang Thành hơi cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Mạc Nhật vừa mới bạo phát một ngày, dĩ nhiên cũng làm đã có người sớm đi đoạt bó cảnh sát. Xem ra người to gan còn là không thiếu a. À. Vậy đi một cái khác a. À? Giang Thành có quyết định, ngay sau đó phân phó nói. Gia viết kiểm tra một chút hải tân khu đệ nhất phân cục tình huống chung quanh. Được rồi tiên sinh. Gia viết bằng lòng một tiếng, hai giây phía sau, thanh âm vang lên lần nữa. Đi qua phụ cận giám sát quan sát, hải tân khu đệ nhất phân cục phụ cận, tổng cộng hơn 200 chỉ zombie, hai con tiến hóa zombie, phân cục bên trong tổng cộng 57 chỉ zombie, một con tiến hóa zombie. Tổng cộng có ba con tiến hóa zombie sao? Giang Thành sờ cầm một cái, ngược lại là không có quá mức để ý, lấy hắn thực lực hôm nay, cùng với sau khi thăng cấp xe thiết giáp, đến lúc đó coi như đánh không lại, cũng có thể chạy thoát. Bất quá cẩn thận không có sai lầm lớn, phòng ngừa ngoại ý muốn, lần nữa phân phó nói. Gia viết, đem cái này ba con tiến hóa zombie ghi hình chặn cho ta. Vẹn vẹn một giây đồng hồ. Tam đoạn ghi hình, bị Gia viết truyền đến trong điện thoại di động của hắn. Giang Thành, mở ra đại thể nhìn một chút, phát hiện ba con tiến hóa zombie bên trong có hai con ngoại hình đều là hắn lúc trước đã gặp theo thứ tự là một con thân thể phát sinh biến dị zombie cùng một cánh tay phát sinh biến dị zombie còn như cuối cùng một con có chút đáng giá chú ý đó là một con phi thường quy tiến hóa zombie không còn là cánh tay chân hoặc là thân thể phía sau lưng của nó tiến hóa ra tám cái như bạch tuộc một dạng xúc tua tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện cái kia tám cái chạm tay mũi nhọn, lóe ra ánh sáng lạnh, nhìn qua cực kỳ sắc bén, lấy gian thành đối với mấy cái này tiến hóa zombie hiểu rõ, sợ rằng một khối thép tắm thả tại gia hỏa này trước mặt, cũng có thể bị đơn giản xuyên thủng. Cái này chỉ được trọng điểm chiếu cố một cái. Từ ghi hình bên trên thu hồi ánh mắt, đem cái này chỉ zombie ghi tạc trong lòng, trong đầu của hắn có một cái kế hoạch. Gia viết, một lần nữa hoạch định một chút, chọn một cái có trạm xăng dầu con đường. Giang Thành phát động xe thiết giáp, lần nữa phân phó nói. Không sai, hắn chuẩn bị cố kỹ trọng thi. Lúc trước quan sát sở cảnh sát phụ cận không có vài dầu xe, cái kia chỉ có thể tự sáng tạo một cái có thể tạo thành hiệu quả giống nhau phương pháp xử lý. Húng hồ xe thiết giáp mới vừa thăng cấp, bình xăng dung lượng đạt tới 500 thăng, cũng phải cần cho nó lần nữa rót đầy. Được rồi tiên sinh, lộ tuyến đã vì ngài quy hoạch hoàn tất. Ông, theo xe thiết giáp phát động, phản phất ngủ say mạnh thú thức tỉnh phát sinh một đạo gầm nhẹ giang thành đạp chân ga một tá đảo ngược bàn theo gia viết một lần nữa hoạch định lộ tuyến lái về phía ngã tư đường ngay phía trước con đường kia còn không có tỉnh điều khiển xe thiết giáp hành sự ở đại đạo giang thành quay đầu liếc nhìn bên cạnh kế bên người lái bên trên bởi vì vài dầu xe bạo tạc mà bị chấn choáng đến bây giờ còn không có tỉnh liễu vũ khanh lắc đầu đem xe thiết giáp giao cho gia viết lái xe sau đó cởi dây nịt an toàn ra đứng dậy rời đi chỗ tài xế ngồi, đi tới Liễu Vũ Khanh bên cạnh. Bây giờ xe thiết giáp thăng cấp, bên trong xe không gian biến lớn, chủ lái xe cùng kế bên người lái trong lúc đó, cũng vì vậy cũng nhiều ra khỏi một cái cận cung một người thông qua lối đi nhỏ, trần xe cũng thay đổi cao rất nhiều, coi như là một M8 gian thành, cũng có thể trong xe đứng thẳng hành tẩu, phi thường thuận tiện. Đi tới Liễu Vũ Khanh bên cạnh, Giang Thành cởi ra an toàn của hắn mang, không lưng đưa nàng từ kế bên người lái bế lên. Tắm tắt. Tiền vốn còn rất phạm quy. Đem liễu vũ khanh ông ngang, tự nhiên, thân thể hai người có chút đụng vào. Giang thành cúi đầu nhìn sang. Bởi vì trời nóng, lúc trước bọn họ ở siêu thị sau khi tắm xong, đều là thay đổi một thân mát lạnh y phục. Mà Liễu Vũ Khanh đổi là một kiện phi thường rộng thùng thình khinh bạc bạc sắc cổ thấp tê một huyết áo lót. Mà bây giờ, cái này rộng thùng thình bạch sắc cổ thấp tê một huyết áo lót, một bên đã tự nhiên tuột xuống. Giang thành hung hăng thưởng thức mấy giây, liền thu hồi ánh mắt, xoay người đem liễu vũ khanh ôm được sau xe rương, nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Dù sao kế tiếp còn có trận chiến đấu muốn đánh, thân thể hắn các phương diện đề thăng, tinh lực thịnh vượng, thiếu nghỉ ngơi một chút không có việc gì, nhưng liễu vũ khanh cũng không dùng qua dược tệ, nghỉ ngơi thiếu, như thế này không chỉ có giúp không được gì, sợ rằng còn muốn cản trở mau sớm tìm một cơ hội đem nàng làm A, à, bằng không tiếp tục như vậy xuống phía dưới, thật là chịu không nổi. Lần nữa liếc nhìn liễu Vũ Khanh vậy có chút phạm quy tiền vốn, Giang Thành thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm cô một tiếng, liền xoay người về tới trên chỗ tài xế ngồi, một lần nữa tiếp quản lái xe quyền. Tuy là Gia Viết có thể lái tự động, nhưng rất nhiều tình huống, Gia Viết có thể vô pháp tự chủ làm ra quyết định. Tỷ như chứng kiến dọc đường siêu thị, xe cộ vật tư, người sống sót gì. Giang Thành có thể căn cứ chính mình ý nghĩ, để làm ra một ít quyết định, mà Gia Viết, có thể vô pháp làm ra quyết định. TS. Phiếu đánh giá đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36 Liễu Vũ Khanh đi hết. Chuẩn bị chiếu cố sở cảnh sát. 3. 4. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trở lại chỗ tài xế ngồi, Giang Thành quét mắt ra viết định vị trạm xăng dầu, khoảng cách không sai biệt lắm 15 km. Nhìn nửa ngoài cửa sổ, bất tri bất giác bọn họ đã ly khai hoa vinh khu phạm vi, chính thức tiến nhập hải tân khu. Nơi này cảm nhiễm cũng rất nghiêm trọng, người sống sót đều trốn ở trong nhà, Đối với xe thiết giáp xuất hiện, bọn họ đều ghé vào trên cửa sổ nhìn lấy, Giang Thành cũng nhìn thấy tránh ở trong bóng tối zombie. Ôi ôi. Ô ô. Đối với xe thiết giáp xuất hiện, không ít zombie đều gào thét, ly khai bóng ma, bất quá Giang Thành tốc độ lái rất nhanh, những thứ này zombie còn không có tụ lại qua đây, cũng đã xa xa đưa chúng nó bỏ lại đằng sau. Từng! Giữa lúc lúc này, một đạo nỉ non tiếng từ sau thùng xe truyền tới nằm ở trên giường liễu vũ khanh, xoa xoa mắt nhập nhẹm ánh mắt, mơ hồ nhìn chung quanh. Ở phát hiện mình dĩ nhiên nằm ở trên một cái giường, liễu vũ khanh bỗng nhiên thức dậy, một cái ngồi dậy, nhưng lập tức, nàng liền chú ý tới trên chỗ tài xế ngồi gian thành thân ảnh phía sau, thần tình nhất thời buông lỏng xuống. Mà đồng thời, nàng cũng phát hiện trên người mình y phục, chẳng biết lúc nào trượt về một bên. Đã đi hết. Lại một liên tưởng, có thể là giang thành đem nàng ôm đến trên giường mặt cười nhất thời một mảnh đỏ bừng vội vàng chỉnh sửa quần áo một chút tự động bỏ quên bên trong xe không gian tại sao phải biến lớn còn nhiều hơn ra khỏi một giường lớn vấn đề thẳng đến chỉnh lý xong y phục xuống giường đi tới kế bên người lái lúc mới chỉ có chú ý tới vấn đề này chẳng lẽ ta ngủ lúc ấy hắn thay đổi một chiếc xe không có sao chứ đang lái xe thiết giáp chuẩn bị sử dụng vào phía trước trạm xăng dầu giang thành ghé mắt nhìn nàng một cái, chú ý tới nàng biểu tình trên mặt, nhìn thấu nghi ngờ của nàng, nhưng cũng không có giải thích. Đối với Vu Tiên lúc trước vài dầu xe sinh ra nổ lớn, Liễu Vũ Khanh vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, còn tốt ngoại trừ hôn mê một cái, hiện tại tỉnh cũng không có cảm giác nơi nào không khỏe. Liễu Vũ Khanh khẽ lắc đầu một cái, không, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Giang Thành gật đầu, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi à, như thế này khả năng cần chiến đấu chiến đấu. Thấy Giang Thành cũng không có muốn giải thích cái này xe thiết giáp vì sao đại biến dạng vấn đề, nàng cũng thu hồi lòng hiếu kỳ cùng nghi hoặc, không có hỏi nhiều, chỉ là nàng không quá lý giải Giang Thành nói muốn chiến đấu là ý gì, nguyên bản kế hoạch không phải đi qua sông Đại Kiều phụ cận Hiu Tần Tửu Điếm, tại cái kia nghỉ ngơi một đêm sao? Đối với đi trước thành phố Đông Hải sự tình, nàng là biết đến, dù sao cái này cũng không gì không thể nói, chỉ là hiện tại làm sao lại muốn chiến đấu? Giang Thành nhìn thấu nghi ngờ của nàng, mỉm cười, ừm, ta chuẩn bị đi đoạt cái sở cảnh sát. Đoạt sở cảnh sát. Liễu Vũ Khanh đôi mắt đẹp trợn to, lộ ra kinh ngạc, nhưng lập tức, liền hiểu ý tứ của hắn, ý ngươi là muốn làm một ít thực sự súng ống chứ. Hiện tại thế đạo này, có súng khẳng định còn có ưu thế. Thanh kia có thể so với súng ngắm hạng nhẹ trọng hình bắn đinh thương uy lực, nàng lúc trước cũng là đã biết. Nhưng bắn đinh thương dù sao chỉ là bắn đinh thương, khẳng định không có chân chính súng ống dùng tốt, càng không có chân chính súng ống như vậy sức uy hiếp mạnh mẽ. Không sai, bất quá sợ cảnh sát chu vi có ba con tiến hóa zombie, chúng ta đi phía trước chuẩn bị một chút. Giang Thành đem hắn kế hoạch đơn giản nói một cái. Kế tiếp dọc theo đường đi, cũng không phát sinh cái gì ngoại ý muốn nữa, chỉ là tha chút đường, làm cho vốn là cần hơn 10 phân lộ trình, dùng hơn nửa canh giờ. Gia viết định vị trạm xăng dầu, mới, chỉ có, ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Cái này trạm xăng dầu so sánh bên trên tân khu cái kia, kích thước nhỏ rất nhiều, nhưng chu vi tắc nghẽn báo phế các loại xe cộ, lại một điểm không so cái kia thiếu, trên mặt đất trải rộng tàn thi cục tây càng là vô số kể, dù sao con đường này là đi thông qua sông Đại Kiều một trong những đường chính. Nếu không phải là Gia Viết nói với hắn cái này trạm xăng dầu còn có dầu, Giang Thành nhìn trước mắt tràn cảnh, thật đúng là không thể tin được. Tích, xe thiết giáp đi tới trạm xăng dầu, gian Thành không có ngừng dưới, cùng phía trước giống nhau, trước tha vài vòng, đè xuống kèn đồng, đem chu vi sở hữu zombie đều cho dẫn đi ra. Ước chừng hơn 70 đầu zombie, nữ có nam có, trẻ có già có, cả người đều mang khô khốc tiên huyết, thậm chí có chút zombie trên người cũng bắt đầu hư thối rồi. Hơn 70 đầu zombie từ bốn phương tám hướng súng lại, trong miệng gào thét, không ngừng vuốt xe thiết giáp cửa sổ, thậm chí có trực tiếp xông lên xe thiết giáp động cơ che lên. Có thể nói là vô cùng kinh dị. Đem lái xe quyền giao cho Gia Viết, Giang Thành trực tiếp mở ra cửa sổ, xuất ra trung xứng bắn đinh thương, bắt đầu nhanh chóng bắn chết zombie. Mà Liễu Vũ Khanh thì cầm dưa hấu đao, đi qua trên cửa sổ xe khe hở, đem tất cả zombie đầu đâm xuyên. Sau 5 phút, hai người thuận lợi giải quyết rồi tất cả zombie loại cảm giác này thật là không tốt. Liễu Vũ Khanh thu hồi dưa hấu đau, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, cái loại này cự ly gần đối mặt zombie cảm giác, vẫn là nàng lần đầu tiên thể nghiệm. Chậm rãi ngươi thành thói quen. Đem bắn đinh thương để ở một bên, Giang Thành cầm lại lái xe quyền, lái xe xe thiết giáp đụng vỡ chu vi báo hỏng xe cộ, lái vào trạm xăng dầu trung, dừng xe xong. Ngươi đi cầm thẻ nhân viên cho xe thiết giáp nỗ lực lên, ta đi tiện lợi điếm nhìn, thuận tiện cầm chút thuận tiện mang theo bên người thùng dầu qua đây minh bạch liễu vũ khanh bằng lòng một tiếng mở cửa xe cùng giang thành cùng nhau xuống xe trong nháy mắt một cổ nồng nặc mùi hôi thối đập vào mặt trao vào cái mũi của bọn hắn lúc này bọn họ mới chỉ có chú ý tới trải rộng chung quanh tàn thi cục tây vẽn vẹn hơn một ngày chút thời gian đã bắt đầu hư thối tỏa ra nồng nặc mùi hôi mùa hè duyên cớ sao Giang Thành nhíu nhíu mày, từ từ quen dần này cổ mùi hôi thối. Chắc là, nhiệt độ ở 30 độ dưới tình huống, hơn 3 giờ, sẽ bốc mùi, tuy là hai ngày này nhiệt độ không có cao như vậy, nhưng là không có kém bao nhiêu. Liễu Vũ Khanh cố nén cái này cổ mùi hôi mang tới không khỏe, gật đầu. Bất kể, bắt đầu hành động A. À. Giang Thành thu hồi ánh mắt, bắt chuyện Liễu Vũ Khanh một tiếng, một mình đi về phía tiện lợi điếm. Liễu Vũ khanh bằng lòng một tiếng, đi hướng cách đó không xa vài tên nằm dưới đất trạm xăng dầu nhân viên công tác, chuẩn bị trên người bọn hắn tìm xem thể nhân viên cùng những thứ kia thối rửa thi thể giống nhau, cái này vài tên nhân viên công tác thân thể cũng đã diện tích lớn hư thối rồi, thậm chí ở trên người của bọn họ trong hốc mắt, trong bụng còn có thể chứng kiến từng tổ dòi bò tại cái kia chui tới chui lui. Hô, thở một hơi thật dài, chịu đựng trong dạ dày mãnh liệt cảm giác nôn mửa. Liễu Vũ Khanh trên người bọn hắn quét một vòng, cuối cùng ở một gã nhân viên ngực vị trí, phát hiện tấm kia thể nhân viên. Tên này nhân viên thân thể đã diện tích lớn hư thối, dọi bò khắp nơi bò, nếu là trước kia Liễu Vũ Khanh, trực tiếp liền sợ chạy xa, nhưng bây giờ, nàng mấp máy môi, trực tiếp dùng dưa hấu đao đem thể nhân viên chọn đi ra, sau đó hay dùng bao bố lấy cầm lên. PS Phiếu đánh giá đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37 Có nhóm người cũng để mắt tới cái này bót cảnh sát. 4. 4. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Bên kia. Giang Thành đi tới tiện lợi điếm trước cửa, xuyên thấu qua cửa kiến vào bên trong nhìn thoáng qua. Đông 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 cầm hoàn hảo nê, tan đao, đập khung cửa, chờ đợi mấy giây. Ôi ôi! Ôi ôi! Ô ô! Lưỡng đạo tế vi tiếng gào thét, từ tiền lợi điếm bên trong truyền ra. Hai con sao? Giang thành trong lòng có số lượng, không có đợi chờ thêm, một tay cầm bắn đinh thương, một tay cầm nê, tan mã tấu, đẩy ra cửa kiến, đi vào. Phốc! Phốc! Liên tiếp lưỡng đạo bắn đinh tiếng súng vang lên, ung dung giải quyết hết tiện lợi điếm bên trong hai con zombie. Quả nhiên, đuổi kịp tân thị siêu thành phố không có lưỡng dạng, giá hàng so với cái mông cũng làm sạch. Quét mắt cũng không lớn tiện lợi điếm, vốn là không có báo hy vọng quá lớn gian thành, cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu. Lập tức, cũng không nhiều hơn nữa tốn đi sửa mái nhà dột, trực tiếp đi lấy 10 cái người khác nhìn cũng không nhìn một cái thuận tiện mang theo bên người thùng dầu, xoay người ly khai tiện lợi điếm. Lúc này, Liễu Vũ Khanh cũng cầm thẻ nhân viên đi trở về, chứng kiến hắn phía sau, dò hỏi, những thứ này cũng đều phải rót đầy đúng không? Giang Thành buông thùng dầu, ừm, bốn cái dầu đảo máy móc đều mở ra, một cái cho xe thiết giáp nỗ lực lên, cái khác ba cái cho những thứ này thuận tiện mang theo bên người thùng dầu thêm, rót đầy mới thôi. Tốt. Liễu Vũ Khanh bằng lòng một tiếng, đi tới, dùng thẻ nhân viên lần lượt mở ra bốn thai cơ tử, bắt đầu cho xe thiết giáp cùng thùng dầu nỗ lực lên thấy đã bắt đầu có điều không lộn xộn nỗ lực lên, Giang Thành đi tới một bên, mở ra tai nghe Bluetooth, và viết, tính toán một chút, toàn bộ rót đầy đại khái cần bao lâu. Bao quát 10 thùng 60 thăng thuận tiện mang theo bên người thùng dầu toàn bộ rót đầy, cần 5 phút đồng hồ. Gia viết trả lời. Sợ cảnh sát bên kia không có xảy ra chuyện gì khác thường chứ. Giang Thành tiếp lấy dò hỏi. Tiên sinh, có một nhóm người đang đến gần sở cảnh sát. Ừm cũng có người tại đánh cái này sợ cảnh sát chủ ý. Giang Thành hơi ngoại ý muốn, lại có bao nhiêu người. Tiên sinh, đi qua tín hiệu điện thoại di động cùng ghi âm phán đoán, có 12 người. Gia viết trả lời một tiếng, ngay sau đó lần nữa báo cáo. Đã lấy ra sở cảnh sát phụ cận giám sát, quay chụp đến tương quan ghi hình, xin hỏi có hay không kiểm tra. Giang Thành hơi trầm ngâm, trả lời, không nóng nảy, trước tiên đem thùng dầu rót đầy chứa trên xe lại nói nói xong, xoay người lại hỗ trợ đem 10 thùng dầu cho toàn bộ rót đầy đựng trên xe, không bao lâu, xe thiết giáp 500 thăng bình xăng lớn, cũng đã trang bị đầy đủ. Ok, lên xe. Giang Thành thấy vậy, nói một tiếng, cùng Liễu Vũ Khanh cùng nhau lên xe, rời khỏi nơi này. Mấy phút sau, một lần nữa trở lại trên đường chính, Giang Thành nhấn một cái Bluetooth, và viết, đem sở cảnh sát phụ cận giám sát vỗ tới ghi hình điều tra. Sở cảnh sát phụ cận giám sát. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Liễu Vũ Khanh trong mắt lóe lên nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì sao? Có nhóm người cũng để mắt tới cái này bót cảnh sát. Giang Thành đơn giản trả lời một câu, đem lái xe quyền giao cho Gia Viết, ánh mắt hướng về xe thiết giáp ở lên tới LV2 cấp phía sau, bộ lái bên trên nhiều hơn một cái chiến lược display. Lúc này, Gia Viết đã đem sở cảnh sát phụ cận giám sát lục đến hình ảnh, điều chỉnh đến trên màn ảnh làm cho Giang Thành cùng Liễu Vũ Khanh một cái thấy rõ cái kia một nhóm người bộ dạng. 12 người Cửu nam, tam nữ Bên trong có hai người nam chính là dáng người khôi ngô trung niên nhân, một thân âu phục trang bị hộ vệ trang phục. Còn lại 10 người, rõ ràng chia làm hai đội, bốn người mặc cảnh viên chế phục, sáu người mặc hàng hiệu y phục. Cảnh viên trong tiểu đội, hai trung niên nam cảnh viên, một thanh niên nam cảnh viên, một cái nữ cảnh sát viên, đáng lưu ý chính là, cái kia một vị duy nhất nữ cảnh sát viên, thân cao hơn một thước bảy, chân dài, cả người tỏa ra hiên ngang tư thế oai hùng, tướng mạo vô cùng đẹp, là tuyệt đối không thua liễu vũ khanh cái chủng loại kia nữ hoa khôi cảnh sát. Còn lại sáu người, đều là chừng 20 tuổi thanh niên, từ ăn mặc cùng hành vi cử chỉ nhìn lên, có thể nhìn ra, bên trong bốn vị là phú nhị đại. Nhìn lấy những người này, Giang Thành hứng thú, gia viết, nghe trọng một cái nói chuyện của bọn họ sở cảnh sát bên ngoài hơn 200 mét, có một cái hẻm nhỏ, cái kia 12 người đang tụ tập ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Dựa theo kế hoạch hành sự A, đợi lát nữa chúng ta trước chế tạo tạp âm, đem trong bót cảnh sát zombie dẫn dắt rời đi, sau đó chúng ta lại đi sở cảnh sát sưu tầm vật tư, duy nhất phải nhớ là, thời gian nhất định phải nhanh. Bất quá cái này lộ tuyến, chúng ta còn cần hoạch định một chút nói chuyện là hai trung niên cảnh viên Trần Thúc cùng Lão Triệu, dù sao có thể sống đến bây giờ, chung quy là có năng lực. Cắt đứt một cái, cái này dẫn dắt trời đi zombie nhiệm vụ, chúng ta cũng không làm. Lúc này, cái kia sáu cái thanh niên nam nữ bên trong, một người mặc in hoa áo sơ mi thanh niên đột nhiên lên tiếng. Không sai, dẫn dắt trời đi zombie chuyện nguy hiểm như vậy, đừng nghĩ để cho chúng ta làm. Nhà của chúng ta công ty đều là bên trên tầng trước máy minh tinh xí nghiệp, chúng ta thành tựu người đóng thuế các ngươi cần phải bảo hộ chúng ta chính là đợi ở trong biệt thự không thoải mái sao trong biệt thự vật tư ít nhất đủ chúng ta một tháng chờ các loại nguy cơ lần này quá khứ văn bộ phận nhất định sẽ phái người tới đón chúng ta đến lúc đó chúng ta không phải an toàn còn lại mấy cái thanh niên nam nữ cũng đều lên tiếng phụ họa bọn họ những thứ này sống trong nhung lụa phú nhị đại Bình thường để cho bọn họ hoa thiên tửu có thể, hiện tại để cho bọn họ đi chơi mình, đó là chớ hồng mơ tưởng. Huống hồ, lần này đi ra, bọn họ vốn là không vui. Ngày hôm qua, bọn họ liền đi qua một cái sở cảnh sát, kết quả lông đều không mò được một căn, nếu không phải là bọn họ chạy nhanh, đã sớm biến zombie. Lại nói tiếp, nữ cảnh sát tiểu tỷ tỷ ngươi thực sự không phải suy nghĩ một chút làm bạn gái của chúng ta. Dung nhan trị cao như vậy, vóc người tốt như vậy, làm cái tiểu cảnh viên có thể quá lãng phí, theo chúng ta, nhất định sẽ để cho ngươi rất thoải mái, hắc hắc. Một cái giữ lại đầu đinh, dung nhan trị rất cao phú nhị đại, đứng dậy, nhìn về phía cái kia thân cao hơn một thước bảy, vóc người phi thường thon thả, có một đôi thẳng tắp đùi đẹp nữ hoa khôi cảnh sát, không che giấu chút nào trong mắt tham lam cùng nóng bỏng. Phanh. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa, trên mặt của hắn liền lộ ra thống khổ màu sắc vừa định kêu thảm thiết, lại bị một khẩu súng lục chỉ vào đầu, lúc này chỉ có thể gắn gượng đem kêu thảm thiết nuốt trở vào. Còn dám nhìn nhiều, có tin ta hay không đào ánh mắt. Mỹ nữ cảnh viên triệu chỉ nhu hung hăng đạp chân của hắn, đẹp lạnh lùng trong con ngươi, mang theo nồng nặc chán ghét. Đừng đồng thủ đừng đồng thủ. Có lời gì hảo hảo nói. Chính phải chính phải. Chứng kiến triệu chỉ nhu trong tay súng lục, mấy cái khác thanh niên nam nữ sắc mặt nhất thời có chút sợ lui về phía sau mấy bước bọn họ tuy là bình thường hoàng khố nhưng còn không có chạm qua thương dù sao nói cho cùng đồ chơi này nhưng là muốn mạng người bên cạnh cái kia hai cái bảo tiêu muốn lên trước lại bị ba cái kia cảnh viên cản lại hiện tại thế đạo này có thể cùng trước đây bất đồng nghĩ dựa vào trước kia thân phận tác uy tác phúc bọn họ cũng sẽ không nung chiều cái kia hai cái bảo tiêu cũng biết rõ điểm này nhìn nhau thở dài, đều lui về. PS Phiếu đánh giá đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 38 Dũng cảm là dũng cảm, chỉ là có chút không có đầu óc. 1. 4 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio hành, các ngươi đối với người khác làm sao rồi, ta không xen vào, nhưng ở chỗ này của ta, các ngươi nếu như không quản được miệng cùng ánh mắt, cũng đừng trách ta không khách khí. Triệu chỉ nhu đôi mắt đẹp đảo qua mấy cái phú nhị đại thanh niên, sau đó nhìn về phía cái kia thời thượng kiểu tóc phú nhị đại, chậm rãi khẩu súng, thương, thu hồi lại. Không dám không dám. Bản thốn thanh niên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhận túng. Được rồi, nhanh chóng nói chánh sự đi. Lúc này, hơn 40 tuổi lớn tuổi nhất cảnh viên Trần Thúc lên tiếng. Cứ quyết định như vậy đi, ta đi chế tạo tạp âm dẫn dắt rời đi zombie, các ngươi nhân cơ hội lẻn vào đi vào cầm súng ống đạn dược, không thành vấn đề chứ. Nguyên bản, Triệu Chỉ Nhu còn muốn làm cho mấy cái này phú nhị đại, lái xe dẫn zombie, dù sao bọn họ căn bản không cái gì sức chiến đấu, giúp không được gì. Nhưng xem bộ dáng như hiện tại, mấy tên này là căn bản không trông cậy nổi, còn như cái kia hai cái bảo tiêu, cũng không cái gì trông cậy vào. Chỉ nhu, ta với ngươi cùng nhau, hai người tốt xấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bốn cái cảnh viên bên trong, trẻ tuổi nhất cảnh viên Tôn Hải thấy thế, đứng dậy, tuyển trạch cùng với nàng cùng nhau chế tạo tạp âm, hấp dẫn zombie. Vậy cứ như thế, chỉ nhu ngươi và tiểu hải đi lái xe hấp dẫn zombie, chúng ta đi trong bót cảnh sát sưu tầm vật tư, thời gian khống chế trong vòng 10 phút, 10 phút sau, bất kể như thế nào chúng ta đều muốn lui lại trần thúc cùng lão triệu gật đầu xem như là đánh nhịp định rồi xuống tới đối với lần này tự nhiên không ai có thành kiến cuối cùng mọi người đáp ứng ok các ngươi đi trước trên xe chúng ta sau khi chuẩn bị xong dùng đúng bộ đàm thông báo các ngươi trần thúc cùng lão triệu gật đầu không thành vấn đề hai gã bảo tiêu cùng cái kia sáu cái thanh niên nam nữ cũng ngay sau đó đáp lại nói đi Triệu Chỉ Nhu thấy thế, cùng Tôn Hải lập tức hành động. Cùng lúc đó, Trần Thúc cùng Lão Triệu cũng mang theo còn thừa lại người, tìm kiếm bắt đầu có thể chỗ nút. Sau 4 phút, Chỉ Nhu, chúng ta đã trốn tránh hoàn tất. Thu được. Triệu Chỉ Nhu cùng Tôn Hải đã lên một chiếc xe chở tiền, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Triệu Chỉ Nhu, lập tức cầm bộ đàm trả lời. Bắt đầu hành động. Tích, sau một khắc, nguyên bản chung quanh không tiếng động, an tĩnh dị thường đường phố, bị một đạo cự đại minh địch thanh trực tiếp đánh vỡ. Nhất thời, từng cái ẩn tàng tại chỗ tối tâm zombie bị thức dậy, gào thét, từ chỗ tối tâm đi ra, đồng thời, tình huống như vậy, vẫn còn ở hướng bốn phía khuếch tán, làm cho càng ngày càng nhiều zombie từ xó xỉnh âm u đi ra, trong đó hai con dễ dàng thường nhân tiến hóa zombie càng thấy được. Ôi ôi! Ôi ôi! Ô ô! Ô ô ô ô! mà bọn họ ở chú ý tới thanh âm đầu nguồn phía sau, cả người thối rửa huyết nhục phản phất trong nháy mắt bị kích hoạt, để cho bọn họ phát điên vậy, nhào qua tới. Nữ cảnh sát này thật là dũng cảm a, à, như thế nguy hiểm nhiệm vụ, những nam nhân kia đều không một cái người dám đi, nàng lại dám. Xe thiết giáp bên trong, nhìn màn ảnh trung từng bước bị zombie vây quanh xe chở tiền, Liễu Vũ Khanh có chút bội phục nói. Giang Thành nghe xong cười cười, dũng cảm là dũng cảm chỉ là có chút không có đầu óc. Không có đầu óc. Liễu Vũ Khanh có chút không hiểu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Giang Thành. Ngươi xem nơi đây. Đối với lần này, Giang Thành cũng lười giải thích, trực tiếp làm cho Gia Viết đem video theo dõi lui về phía sau ngược lại thêm vài phút đồng hồ, hình ảnh dừng hình ảnh ở tại bọn hắn xác định kế hoạch địa phương. Nhìn lấy hình ảnh trên màn ảnh, Liễu Vũ Khanh chú ý tới lúc trước không có phát hiện một chi tiết cái kia vị chủ động thỉnh cầu cùng nữ hoa khôi cảnh sát cùng nhau tuổi trẻ nam cảnh viên, khi lấy được sau khi đồng ý, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn, còn có nhìn về phía nữ cảnh sát một tia nóng bỏng. Giang Thành liếc nhìn Liễu Vũ Khanh, cười hỏi, bây giờ minh bạch. Liễu Vũ Khanh kinh ngạc nói, cái này nam cảnh viên có mưu đồ khác. Đối với nam kia cảnh viên biểu tình, nàng không thể quen thuộc hơn nữa, thân là hoa khôi, bên người ánh mắt như thế hầu như cho tới bây giờ không có tiêu thất quá sở dĩ ở chú ý tới trong nháy mắt nàng một cái minh bạch rồi vì sao cái kia tuổi trẻ nam cảnh viên phía trước không mở miệng đợi đến cái kia vị nữ hoa khôi cảnh sát lên tiếng hắn mới chỉ có thỉnh cầu cùng nhau cái này rõ ràng tham luyến nữ cảnh sát kia hoa mỹ sắc a thêm lên hiện tại lại là mạc nhật cho nên muốn tìm cơ hội đối với cái kia vị nữ hoa khôi cảnh sát ném đá dấu tay mà bây giờ một chỗ cơ hội tới, hắn tự nhiên không nhẫn nại được. Không sai. Giang Thành cười cười, từ trên màn ảnh thu hồi ánh mắt, một lần nữa cầm lại lái xe quyền, cũng nói ra. Ngươi tiếp tục giám thị, ta đi tìm một thích hợp bố trí bẫy rập địa phương. Giải khai. Liễu Vũ Khanh bằng lòng một tiếng. Mấy phút sau. Một cái khoảng cách sở cảnh sát chừng 300 thước tiểu ngã tư đường xuất hiện ở Giang Thành trong tầm mắt ngã tư đường phụ cận, đâm cháy xe cộ không nhiều lắm, sẽ không ảnh hưởng đến thùng dầu bạo tạc sinh ra tác dụng, rất thích hợp bố trí bẫy rập. Giang Thành cũng không do dự, trực tiếp tuyển định vị trí đem đầu xe tốt, dùng trung xứng bắn đinh thương cấp tốc đem phụ cận zombie dọn dẹp sạch sẽ, sau đó làm cho Liễu Vũ Khanh cho hắn chú ý tình huống chung quanh, liền nhảy xuống xe bắt đầu đem từng cái thùng dầu từ xe thiết giáp bên trên dời xuống tới. Đồng thời căn cứ Gia Viết nói lên phương pháp, đem chín cái thùng dầu, vây quanh một cái thùng dầu ở ngã tư đường trung ương xếp thành một vòng tròn, làm cho 10 cái thùng dầu bạo tạc sinh ra hiệu quả đạt được lớn nhất. Đợi toàn bộ bố trí xong phía sau, Giang Thành trở lên xe, Gia Viết, nữ cảnh sát kia hoa bây giờ đang ở cái gì vị trí? Tiên sinh, căn cứ điện thoại di động định vị, bọn họ bây giờ đang ở người trái phía trước tam công dặm tả hữu một cái trên đường chính. Gia Viết đáp lại nói. Tốt, đem nàng vị trí thời gian thực định vị đến trên bản đồ lại quy hoạch một cái có thể chặn đứng lộ tuyến của bọn hắn. Giang Thành lần nữa phân phó nói. Được rồi, tiên sinh. Gia viết bằng lòng một tiếng, ngừng không đến một giây, thanh âm vang lên lần nữa. Tiên sinh, lộ tuyến đã quy hoạch hoàn tất. Giang Thành liếc nhìn Gia viết hoạch định lộ tuyến, phát động xe thiết giáp, một tá bánh lái, lái về phía bên trái đằng trước con đường kia. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Liễu Vũ Khanh, nhìn đến đây, có chút ngạc nhiên, chúng ta phải giúp nàng. Ừm, ta nhìn trúng nàng. Giang Thành gật đầu. Coi trọng nàng. Liễu Vũ Khanh ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Giang Thành đã vậy còn quá trắng ra. Giang Thành chú ý tới giọng nói của nàng, quay đầu nhìn nàng một cái, cười cười, tùy ý giải thích. Hiện tại thế đạo này, nhân thủ thiếu cũng không chỗ tốt, nữ cảnh sát này hoa trầm tĩnh, gặp chuyện quả quyết, hơn nữa thân thủ cũng không tệ, nhất đáng lưu ý chính là, nhân gia là cảnh viên, biết sử dụng súng ống, kế tiếp đoạt súng ống quân hỏa, ta một cái người khẳng định dùng không tới, vừa lúc có thể cho nàng tới dùng. Nghe xong Giang Thành giải thích, Liễu Vũ Khanh trong lòng không hiểu thở phào nhẹ nhõm, cũng tán thành gật đầu, xác thực, cũng tỉ như vừa rồi, nếu như còn có một vị biết sử dụng thương, giúp ngươi cùng nhau thanh lý zombie hoặc là cho ngươi canh chừng, hiệu suất kia nhất định sẽ đề cao rất nhiều. Đối với mình đoạn bản, Liễu Vũ Khanh vẫn là lòng biết rõ, tuy là thể lực có thể, thế nhưng các phương diện đều kém một ít, tuy nói nàng có thể học, nhưng vậy cần thời gian. Tương phản ít người cái này đoạn bản, chỉ cần gia nhập vào nhân thủ, có thể cấp tốc đền bù. Hơn nữa nữ cảnh sát này hoa nói như thế nào cũng là vị cảnh viên, xem ra cũng không phải phần tử xấu, huống hộ vẫn là nữ nhân, gia nhập vào đoàn đội sẽ không để cho bọn họ có nhiều lắm lo lắng. Hơn nữa, so sánh với gia nhập vào một người nam nhân, Nàng càng muốn tiếp thu một nữ nhân gia nhập vào đoàn đội. Không nói khác, cứ như vậy, nàng ít nhất cũng có cái có thể nói nữ nhân riêng tư nói người. Chỉ là, nàng cũng không biết sự lo lắng của nàng là dư thừa, Giang Thành từ đầu đến cuối cũng không thể làm cho bất kỳ người đàn ông nào gia nhập vào đoàn đội của hắn. Hơn nữa, Giang Thành làm cho nữ cảnh sát này hoa gia nhập vào đoàn đội, hắn nói những thứ kia nguyên nhân, trên thực tế chỉ chiếm 5 phần 10 còn lại 5 phần 10, là chân kia, cái kia thắt lưng, cái kia dung nhan trị. PS Phiếu đánh giá đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 39 Trong bó cảnh sát xúc tua zombie, đoàn diệt người sống sót 2. 4 nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio sở cảnh sát phụ cận ẩn giấu mấy vị cảnh viên thấy bốn phía zombie thanh âm từ từ đi xa tiêu thất liền lặng lẽ từ một cái đang đậy nắp hình vuông trong thùng rác nhô lên che lộ ra ánh mắt trong đó tuổi tác dài nhất lão cảnh viên trần thúc quan sát bốn phía một cái xác nhận đã an toàn lập tức từ trong thùng rác bò ra tất cả đi ra a à, zombie hầu như đều bị dẫn đi mọi người chú ý một điểm đừng làm ra quá lớn tiếng thanh âm hẳn không có vấn đề phi thật tờ mờ giờ xuống sớm biết phải bị cái này tội ta nên trốn ở biệt thự không phải với các ngươi ly khai in hoa tất áo lót thanh niên từ thùng rác bò ra ngoài phía sau cau mày mắng đừng nói nhảm chúng ta dành thời gian lão triệu liếc mắt nhìn hắn lập tức cùng trần thúc đánh cái ánh mắt cũng cùng hai vị bảo tiêu báo cho biết một cái cùng nhau khinh thủ khinh cước hướng sở cảnh sát nhích tới gần Mấy vị phú nhị đại nam nữ thấy thế, cũng không dám nói nhiều nữa, lập tức đi theo, chỉ là động tác của bọn họ, rõ ràng không có hai vị cảnh viên cùng bảo tiêu thuần thục lúc đi lại, phát ra tạp âm, so với bình thường đi bộ động tỉnh căn bản tiểu không phải đi nơi nào. Hơn nữa khi tiến vào sở cảnh sát phía sau, dẫm ở trên gạch men sứ thanh âm, càng là lật gấp mấy lần. Thậm chí trong đó hai vị kia nữ tử mặt vẫn là giày cao gót. Cái kia dẫm ở trên gạch men sứ, phát ra tạp âm, ở nơi này không có một bóng người, nghe được cả tiếng kim rơi, an tĩnh đến đáng sợ trong cục cảnh sát, có thể tưởng tượng được bao lớn. Còn tốt, kinh nghiệm lão luyện Trần Thúc, trước tiên phát hiện điểm này, lập tức làm cho các nàng đem giày cao gót cởi. Chỉ là bọn hắn không biết là, lúc này đã muộn. Ngay mới vừa rồi, giày cao gót dẫm ở trên gạch men sứ phát sinh tiếng ồn trong nháy mắt, sợ cảnh sát ở chỗ sâu trong, một con phía sau chiều dài tám cái xúc tua, đang lung tung không có mục đích du đảng zombie bị hấp dẫn lực chú ý, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, đến gần rồi đi qua. Đồng thời còn có 8 cái bản năng có chút sợ hãi, không dám tới gần nó zombie, ở chú ý tới nó di động phía sau, cũng bản năng đi theo. Mà trần thúc bên này, đang để cho hai vị nữ tử bỏ đi giày cao gót phía sau, dẫn theo đoàn người, bằng vào đã tới bên này ký ức, quanh đi quẩn lại, một đường thuận lợi tìm được rồi kho vũ khí thật tốt quá. Súng ống cùng đạn dược đều rất sung túc, không có bị người nhanh chân đến trước. Đi vào cũng không lớn, cũng liền 3 mét vuông tả hữu kho vũ khí, lão triệu vui vẻ nói. Súng ống rất nhiều. Lựu đạn, súng trường, súng ngắm đều có. Súng lục liền càng không cần phải nói. Những người khác sau khi tiến vào, đồng dạng vẻ mặt sắc mặt vui mừng, lập tức không nói hai lời, riêng phần mình cầm lấy một cái vũ khí túi, cấp tốc cầm lấy các loại súng ống cùng đạn dược bỏ vào. Mỗi cá nhân đều cầm rồi rất nhiều. Bất quá mỗi cá nhân lực lượng bất đồng, cái kia sáu vị nam nữ trẻ tuổi, nam cũng liền cầm rồi hai thanh súng lục một bả súng trường, cùng tương ứng đạn dược, còn như nữ hai tử, bởi vì vũ khí túi không đủ, cũng liền cầm rồi cây súng lục cùng mấy hộp đạn. Còn như súng ngắm, bọn họ tuy là thích, nhưng đi qua súng ống câu lạc bộ bọn họ minh bạch, cái kia cũng không thích hợp bọn họ, Ngược lại chỉ làm cho bọn họ tăng thêm gánh vác, không bằng súng lục tới tiện tay. Mà ở có súng lục phía sau, ý nghĩ của bọn họ tự nhiên cũng liền nhiều hơn, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đã bắt đầu tính toán làm thế nào rơi mấy vị cảnh viên, độc chiếm nữ hoa khôi cảnh sát chuyện. Đối với lần này, Trần Thúc cùng lão Triệu cũng mơ hồ có thể đoán được, âm thầm cảnh giác bọn họ, đồng thời cấp tốc đem chính mình vũ trang lên. Còn như hai vị bảo tiêu nắm chắc tới tay thương một khắc kia, ý nghĩ trong lòng, cũng hơi xuất hiện một ít cải biến. Mà ở những người này riêng phần mình tâm hoài quỷ thai lúc, xuất tua zombie đã men theo thanh âm, dù đã đến rồi cửa cảnh cục phụ cận. Đang tìm một hồi, không có phát hiện mục tiêu phía sau, lại đang bốn phía lung tung không có mục đích dù đã đứng lên. Hơn 10 phút phía sau. Một nhóm hạng nặng vũ trang, mặc áo chống đạn thanh niên nam nữ vẽ mặt hưng phấn từ kho vũ khí, hướng trước cửa đi tới. Trong đó kinh nghiệm lão luyện Trần Thúc cùng lão Triệu, còn có hai vị bảo tiêu, cũng không có như bọn họ cái dạng nào ung dung, như trước thả nhẹ lấy cước bộ, cảnh giác bốn phía, hướng trước cửa đến gần. Cũng vì vậy, bọn họ từng bước rơi vào đội ngũ sau cùng phương. Ai? Ta giày cao gót đâu? Đi tới cửa chính, hai vị nữ tử chuẩn bị mặc lại giày cao gót, lại nghi hoặc phát hiện, các nàng lúc trước trưng bày ở cửa giày cao gót không thấy xem ở đằng kia khác một vị nữ tử tìm tìm ở đại sảnh đối diện trước cửa bên quầy phát hiện các nàng giày cao gót chỉ là nguyên bản thật chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ hai cặp giày cao gót lúc này đã tán loạn ở bốn phía gì vì sao chạy nơi đó đi rồi hả ta nhớ rõ ràng đặt ở trước cửa a trong lòng các nàng tuy là nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều đi tới mặc vào cộc 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 mặt giày cao gót hai vị nữ tự cấp tốc về tới đội ngũ mấy vị thanh niên nhìn các nàng liếc mắt cũng không suy nghĩ nhiều cùng nhau đi ra sở cảnh sát chỉ là đi ở sau cùng hai vị cảnh viên cùng bảo tiêu lại chú ý tới điểm dị thường này hơi nhíu mày nắm thật chặt súng trong tay ánh mắt càng thêm cảnh giác a à a à, bất quá còn không chờ bọn hắn đi ra sở cảnh sát trước hết đi ra bót cảnh sát mấy vị thanh niên lại đồng thời phát ra trận trận kêu thảm thiết đợi bọn hắn ánh mắt nhìn đi qua, sắc mặt nhất thời kịch biến. Chỉ thấy đi tuốt đằng trước hai vị thanh niên, thân thể riêng phần mình bị một cái xúc tua liền áo chống đạn xỏ xuyên qua, chết tại chỗ. Mà mấy vị khác nhìn thấy một màn này, vẻ mặt kinh hách chuẩn bị lui về sở cảnh sát, lại bị không biết từ chỗ nào toát ra zombie đánh ngã trên mặt đất, phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Bang bang, hai vị cảnh viên cùng bảo tiêu lập tức làm ra phản ứng, lao ra sở cảnh sát, móc súng lục ra đối với gục mấy vị thanh niên zombie bóp cò a à, a à, nhưng mà còn chưa mở ra máy phát phía sau rồi lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết hai vị cảnh viên lập tức quay đầu nhìn lại phát hiện sau lưng của bọn họ không ngừng khi nào cũng xuất hiện bốn con zombie đem hai vị bảo tiêu đánh ngã trên mặt đất trước giải quyết phía sau trần thúc quyết định thật nhanh làm ra quyết định đồng thời bóp cò tốt lão triệu bằng lòng một tiếng bang bang, từng viên viên đạn bắn ra, trong nháy mắt đem gục hai vị hộ vệ bốn con zombie đánh thành cái sàn. Chỉ là, khi bọn hắn đem bốn con zombie toàn bộ giải quyết lúc, thình lình phát hiện, hai vị bảo tiêu đã bất tỉnh nhân sự, xoay người nhìn nửa cửa cảnh cục mấy vị phú nhị đại, bọn họ chết càng là thê thảm, hai vị mang giày cao gót nữ tử, bị ba con zombie cắn chết mổ ra cái bụng, hoa hoa lục lục trụt rơi đầy đất. Còn như cái khác bốn vị, ngoài trường ngay từ đầu bị xúc thủ zombie xuyên thủng hai vị hai vị khác chạy trốn không có mấy bước liền cũng bước vào hai vị kia rập khuôn theo đồng thời ở hai vị cảnh viên nhìn qua lúc bọn họ đã bị xúc tua zombie xé ra thân thể ăn còn dư lại không có mấy đầu khớp xương đều lộ ra rồi ps phiếu đánh giá động đất à không đây là địa chấn của tháng này đây là siêu phẩm của tháng tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 40. Đêm nay để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. 3, 4. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nhìn thấy một màn này hai vị lão cảnh viên, mặc dù trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng cũng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. lúc này chuẩn bị lấy ra vũ khí trong túi súng trường, liều mạng một lần. Nhưng mà mới kéo ra khóa kéo, còn chưa kịp lấy thương, bọn họ trước mắt chính là tối sầm, thân thể trực tiếp bị một căn xúc tu quét bay ra ngoài, ngã ở lối đi bộ, rơi thất điên bát đảo. Ngay sau đó, phốc phốc, vèo. Hai tiếng đồng thời vang lên, một chùm tiên huyết bão ra, thân thể hai người bị xúc thủ trực tiếp xuyên thủng. Cái này từ đầu đến cuối, nói đến có mấy lời trưởng, trên thực tế bất quá chừng 10 giây mà thôi. Bên kia, Triệu Chỉ Nhu cùng Tôn Hải ở mở ra 3-4 km phía sau, rốt cuộc bỏ qua rồi zombie, lúc này quay đầu chuẩn bị đi trở về. Trần Thúc, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị đi trước điểm hội hợp, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Triệu Chỉ Nhu đè xuống liên tiếp bộ đàm ống nghe điện thoại, hò hét. Chỉ là, chờ đợi nửa ngày cũng không được đáp lại, Triệu Chỉ Nhu nhất thời trong lòng căng thẳng, lần nữa hò hét, Trần Thúc Trần Thúc, nơi này là Triệu Chỉ Nhu, nghe được mời về nói, nghe được mời về nói. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào hô hoáng, bên kia nhưng thủy chung an tĩnh, không có chút nào đáp lại. Điều này làm cho triệu chỉ nhu tâm từng bước trầm xuống, tiểu hải, tăng thêm tốc độ. Trần thúc bọn họ khả năng phát sinh ngoại ý muốn. Lái xe vẫn chú ý nàng bên này động tỉnh Tôn Hải, ở phát hiện tình huống không đúng phía sau, không chỉ có không có gia tốc, ngược lại dồn sức đánh bánh lái, một cái quay đầu, hướng phía sở cảnh sát phương hướng ngược lại gia tốc lái đi. Tiểu Hải Ngươi làm cái gì?" Triệu Chỉ Nhu ngạc nhiên nói. Như thế nửa ngày đều không đáp lại, cũng không có tin tức, những người đó nói rõ là chết, còn không bằng mau trốn." Tôn Hải hừ nhẹ một tiếng, nói nhanh. "Ngươi?" Triệu Chỉ Nhu vừa mới chuẩn bị phản bác, Tôn Hải trực tiếp cắt dứt nàng lời nói, "Ta vẫn thích ngươi, ngươi đây chắc là biết đến, hiện tại tốt lắm, liền thừa lại hai chúng ta, ta muốn, đây chính là trời cao an bài." Hơn nữa ta tin tưởng, bằng vào thân thủ của chúng ta, đã không có những phú nhị đại đó con ghẻ, cùng hai cái thích xen vào việc của người khác lão già kia, tuyệt đối có thể ung dung sống sót. Nhìn lấy triệu chỉ nhu trên mặt cái kia kinh ngạc, phản phất lần đầu tiên nhận thức ánh mắt của hắn, tôn hải trong mắt nóng bỏng lại cũng không hề có chút che giấu nào. Ngươi không cần loại ánh mắt này nhìn ta, kỳ thực ta vẫn luôn là cái này dạng, chỉ là ngươi chẳng bao giờ chú ý tới ta mà thôi triệu chỉ nhu nghe xong hắn mà nói trong nháy mắt phản ứng lại lúc này kéo cửa xe liền muốn nhảy xe ly khai nhưng mà vừa mới chuẩn bị cất bước triệu chỉ nhu chỉ cảm thấy một cái nòng súng chĩa vào sau gáy nàng bên trên ngay sau đó truyền đến tôn hải thanh âm đừng nhúc nhích triệu chỉ nhu nhất thời dừng động tác lại không còn dám hành động thiếu suy nghĩ tôn hải cười nhạt tiện nữ nhân ta sớm đoán được ngươi nghĩ nhảy xe cuối cùng ngươi cũng không có nhìn tới ta ta biết ngươi xem không lên ta bất quá không quan hệ đền nay ta để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta nói một tá bánh lái đi vào phía trước cửa ngã ba lái về phía bọn họ lúc tới khu biệt thự vị trí chỉ là mới vừa gia nhập cửa ngã ba một chiếc hắc sắc như xe tăng một dạng xe thiết giáp đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của bọn họ chặn đường đi của hắn lại tôn hải mảnh kinh vội vàng đạp phanh lại nơi đây tại sao có thể có một chiếc xe thiết giáp nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều thân xe chấn động mạnh một cái một cái hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mui xe bên trên hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một thanh niên đang cầm một bả tương tự súng ngắm hạng nhẹ thương chỉ vào hắn tôn hải đồng tử tức thì co rút lại lập tức thu hồi chỉ vào triệu chỉ nhu thương ngược lại chỉ hướng thanh niên chuẩn bị mở thương phanh chỉ là Giang Thành căn bản không khả năng cho hắn cái này cơ hội, tại hắn động tác trong nháy mắt, trực tiếp bóp cò, bằng vào súng nhắm hạng nhẹ uy lực cực lớn, phát sinh một cây đinh thép, trực tiếp xuyên thấu trước xe cửa sổ thủy tinh, đánh vào Tôn Hải cầm thương trên tay. Mã Đức Tôn Hải vừa sợ vừa giận, vừa muốn mở miệng, một đạo tiếng thương vang lên lần nữa, Giang Thành trực tiếp bóp cò, phát sinh một cây đinh thép, bắn thủng mi tâm của hắn. Dết. Vừa rồi trong nháy mắt phát sinh quá nhanh, bất quá hai giây mà thôi, thẳng đến Tôn Hải tử vong, Triệu Chỉ Nhu lúc này mới phản ứng lại, cấp tốc nhặt lên từ Tôn Hải trong tay rơi xuống súng lục, sau đó mới nhìn về phía trước mui xe ở trên thanh niên. Trong lòng có chút cảnh giác, không biết đối phương ý đồ đến là thiện vẫn là ác. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bất kể nói thế nào, mới vừa đối phương cũng coi như cứu nàng một mạng. Giang Thành cười cười, từ trên xe nhảy xuống tới, muốn cám ơn lên xe lại tạ a à, nếu bị hấp dẫn zombie liền muốn tới rồi nghe vậy triệu chỉ nhu nhìn bốn phía phát hiện chẳng biết lúc nào đã có không ít zombie nghe được động tĩnh hướng bên này tụ tập qua đây cái kia giữ tận mặt mũi cùng với tiếng gào thét trầm thấp làm người ta sợn tóc gáy lúc này cũng không nhiều lời nói nhảm triệu chỉ nhu lập tức mở cửa xe nhằm phía xe thiết giáp bang bang giang thành thu hồi súng nhắm hạng nhẹ bắn đinh thương cấp tốc lấy ra tương tự súng lục trung xứng bắn đinh thương, che giấu Triệu Chỉ Nhu. Đợi Triệu Chỉ Nhu thành công sau khi lên xe, liên tiếp đem bắn đinh trong súng thừa ra 10 phát đinh sắt toàn bộ đánh xong, lúc này mới kéo cửa xe, trở lại chỗ tài xế ngồi. Oanh, nịt chặt dây an toàn, từ gia viết khống chế xe thiết giáp, nhất thời phát sinh một tiếng như mảnh hổ một dạng rít gào, nghiền ép lấy tụ tập tới được zombie, rời khỏi nơi này. Đợi xe thiết giáp chạy bên trên đường ngay phía sau, Giang Thành nhìn về phía đang ngồi ở buồng sau xe, mắt lộ ra kinh ngạc đánh giá chung quanh Triệu Chỉ Nhu. Giới thiệu một chút, ta gọi Giang Thành, vị này chính là Liễu Vũ Khanh. Hải Đang ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thời khắc chú ý video theo dõi Liễu Vũ Khanh, quay đầu hướng Triệu Chỉ Nhu mỉm cười vẫy vẫy tay. Ngươi Ngươi tốt Triệu chỉ nhu lúc này mới chú ý tới xe thiết giáp bên trên vẫn còn có mùi tử, nhất thời không phản ứng kịp, cứng ngắt phất phất tay. Bất quá khi nhìn đến liễu vũ khanh phía sau, triệu chỉ nhu cảnh giác trong lòng nhất thời buông, đại thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít nơi đây cũng không phải là chỉ có một mình nàng. Đồng thời cũng cơ bản có thể xác định, đối phương cũng không phải là cái gì người xấu. Lúc này điều chỉnh một cái, trên mặt lộ ra nụ cười. Người tốt, ta gọi triệu chỉ nhu. PS Phiếu đánh giá, động đất à, không? Đây là địa chấn của tháng này đây là siêu phẩm của tháng tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả